cái thuận lợi của chúng tôi, cái thuận lợi lớn nhất của chúng tôi là gần rừng, và chúng tôi cái tài nguyên chính của nó ở trên rừng, cho nên là cái nguồn mà để duy trì cho sự sống của con ong thì vẫn là cái cây nguồn mật. Cây nguồn mật thì chỉ có trên rừng mới có nhiều, là cái quây mật, cái mật có chất lượng cao nhất thì cũng ở trên rừng, cho nên là đấy là cái nguồn lợi thứ nhất. Còn cái nguồn lợi thứ hai là chúng tôi ít nhiều thì cũng đã cố gắng học hỏi để tích lũy được một cái phần kinh nghiệm trong cái học hỏi qua sách báo, để qua các cái tài liệu áp dụng của khoa học kỹ thuật. Phần lợi thứ ba là nó có sự đoàn kết của anh em tôi cùng chí hướng, tức là các hộ người ta cũng đồng lòng, người ta cũng có chí hướng, người ta cũng có nhu cầu, người ta muốn làm và người ta muốn nuôi. Còn cái khó khăn nhất của chúng tôi á, là hiện nay là sức khỏe của nó, chúng tôi thì tuổi nó cao rồi, cho nên là cái sức khỏe của tôi nó không đảm bảo, để lẽ ra là người ta phải di chuyển cái đàn ong này để đạt được hiệu quả cao nhất, cao hơn thì người ta đến cái mùa khi này ở cái khu vực này á, mà nguồn phấn và nguồn mật nó cạn thì người ta phải di chuyển toàn bộ cái đàn ong này đến cái nơi mà nó có nguồn phấn và nguồn mật nhiều hơn. Nhưng vì chúng tôi là tuổi cao sức yếu, cho nên chúng tôi chỉ cố định ở một chỗ hoặc đi cái cự ni gần. Thường là bám sát ở cái quy trình của đàn ong, tức là một quy trình cả một vòng đời của một cái đàn ong á. Khi nhìn thấy nó thì chúng tôi phải biết được thế nào là nó là đàn ong mạnh, nó là đàn ong trung bình hay là đàn ong yếu, để chúng tôi sẽ điều tiết. Trong cái điều tiết này á, thì nếu như tôi thấy ở cái đàn ong này nó đang bị rét thì tôi phải chống rét. Thấy cái đàn ong này nó đang bị chật chội nóng quá thì tôi phải làm cho nó mát lên. Thấy đàn ong này nó đang là đói về phấn hay mật thì tôi phải đưa chuyển nó đến cái vùng có phấn có mật để tạo điều kiện cho nó phát triển. Đấy là trong cái quy trình. Ngoài ra là chúng tôi còn kiểm tra các cái yếu tố khác, như ví dụ như là sâu bệnh, thì là sâu bánh tổ nó có hay không để điều tiết. Cái thứ hai, đến những cái mùa chia đàn, ví dụ như là đến cái mùa mà chúng tôi chuẩn bị chia đàn rồi ấy, thì là chúng tôi đã phải chuẩn bị đàn ong cực mạnh. Khi chuẩn bị đàn ong cực mạnh để nhân đàn, không phải lúc nào chúng tôi cũng nhân. Nó đến một cái mùa không khai thác mật thì chúng tôi mới bắt đầu nhân đàn.
cứ vào cái mùa mà thu hoạch mật thì thu hoạch mật, còn đến vào cuối năm thì là chúng tôi lại cùng nhau bàn bạc về vấn đề kinh nghiệm nuôi ong. Thí dụ như trường hợp nhà tôi thì cứ mỗi năm thì tôi cũng san sẻ cho người ta giống giấc khoảng độ 4-50 đàn, thế còn lại để lại khoảng 100 đàn. Hội nhân xã mình được sự giúp đỡ của các ban ngành và trong đó có sự tâm huyết của các hộ nuôi ong muốn liên kết lại với nhau để tạo thành một cái để giúp đỡ trong cái khâu sản xuất và chăn nuôi, thì hội nông dân xã cũng tập hợp các hộ để tập hợp lại với nhau để chia sẻ. Thì hiện nay thì tổng số đàn của đàn nông xã Văn Miếu là 650 đàn và mỗi năm các hộ thu nhập khoảng 4-50 triệu các hộ, còn hơn vì theo tổng số đàn của các hộ. Cá nhân của hộ ông Tạ Hồng Quân hiện nay là ông là tổ trưởng tổ nuôi ong lấy mật, thì hiện nay là ông là một trong những người đầu tàu gương mẫu mà đi đầu trong công tác phát triển đàn ong của xã Văn Miếu. Cái đề án 42 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ấy, thì chúng tôi bắt đầu thành lập các tổ hội nghề nghiệp, trong đấy có tổ hội nuôi ong ở xã Văn Miếu và trên xã Cự Đồng, Cự Thắng. Thì trong những cái năm thành lập đến giờ thì qua đánh giá thì các hộ đã tập trung nhau và truyền đạt nhau những kinh nghiệm cũng như giúp đỡ nhau trong cái chia sẻ kinh nghiệm trong chăn nuôi và định hướng cái đầu ra cho sản phẩm để có một cái lượng sản phẩm lớn để tìm ra những cái đầu ra ổn định và có giá trị hơn.